Bộ Công Thương vừa tổ chức hội nghị triển khai công điện số 1437 CDTTG ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. Theo lãnh đạo vụ thị trường trong nước, năm 2023, nhờ tích cực triển khai các giải pháp và thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo Chính phủ giao, nguồn xăng dầu cho thị trường trong nước năm 2023 được đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân. Tổng nguồn xăng dầu các loại nhập khẩu mua từ nguồn sản xuất trong nước và pha chế thực hiện cả năm 2023 ước khoảng 26,02 triệu tấn. Trong đó, sản lượng nhập khẩu xăng dầu các loại cả năm 2023 ước đạt 10,2 triệu tấn. Về tổng nguồn tối thiểu năm 2024, căn cứ kết quả nhập khẩu kinh doanh xăng dầu năm 2023, căn cứ và đăng ký tổng nguồn của thương nhân đầu mối năm 2024, khả năng nhập khẩu pha chế của doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã công bố cơ cấu nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất tiêu dùng tối thiểu năm 2024 là gần 28,42 triệu mét khối tấn xăng dầu các loại. Bộ Công Thương cũng đã ban hành công văn số 9327 về việc giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2024 cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Tại hội nghị, các doanh nghiệp sản xuất đầu mối kinh doanh xăng dầu đã chia sẻ về những kết quả thực hiện năm 2023, cũng như những kế hoạch triển khai năm 2024. Đồng thời cho biết đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ liên Bộ Công Thương, Tài chính cũng như Chính phủ giao. Ghi nhận các ý kiến tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị trong bối cảnh kinh tế thế giới dự báo còn nhiều khó khăn, chiến tranh thương mại, địa chính trị, khủng hoảng kinh tế, tài chính vẫn diễn ra ở nhiều khu vực trên phạm vi toàn cầu, nguồn cung và giá cả vật tư chiến lược rất khó đoán định. Cần có một phương án tình thế, phương án dự phòng để trong mọi tình huống chúng ta đều thực hiện được mục tiêu đặt ra. Kịch bản điều hành không phải là hàng năm mà phải từng tháng và hàng quý. Kế hoạch này cũng điều chỉnh một cách linh hoạt, lấy kết quả của tháng này làm cơ sở để xem xét kế hoạch điều hành cho những tháng tiếp theo. Bộ trưởng yêu cầu nhiệm vụ chung cho các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, đó là trong mọi tình huống không được để thiếu nguồn cung về xăng dầu, không được để đứt gãy, kể cả là cục bộ.